Anh chàng đi lượm ve chai thấy cô gái đang khó khăn đổ chai nước thì ổng đi lại giúp đỡ. Sau đó thì lấy cái chai bỏ bao cô gái, thấy vậy thì đưa luôn hai quả trứng gà, cái điện thoại rồi cả giỏ sách nữa, xong thì bà giật lại cái bao tải, chui vào bên trong và nhét hết đồ đạc vào. Anh kia nhìn thấy cảnh đó thì quỳ xuống cảm ơn ông trời, kiểu này mẹ lại có con dâu sớm hơn dự tính rồi, bắt về nhà thôi nào.